Thế Anh và Mỹ Anh xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 3 năm 2024, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xe tải lao xuống vực sâu tại Sapa, 4 người bị thương. Cục Cảnh sát Giao thông triển khai các biện pháp giảm tai nạn trên cao tốc. Triệt phá băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngư dân làng biển miền Trung rộn ràng mùa đánh bắt cá trích. Sôi nổi giải đua thuyền trên sông Hàn thu hút rất đông người dân, du khách đến xem và cổ vũ. Nhiều trường học lên phương án phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh để giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, khoảng hơn 7 giờ sáng nay trên quốc lộ 4D, đoạn thuộc địa phận xã Trung Chải, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Một chiếc xe tải lao xuống vực sâu khoảng 100 mét, khiến 4 người bị thương. Theo thông tin từ lực lượng chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải chở theo nhiều thiết bị tổ chức sự kiện di chuyển theo hướng thị xã Sapa đi thành phố Lào Cai. Khi đến đoạn qua xã Trung Chải thì bất ngờ xe mất thắng, lao xuống vực sâu khoảng 100 mét. Vụ tai nạn đã làm 4 người trên xe bị thương. Xe tải cùng các thiết bị trên xe đều hư hỏng nặng. Sau khi xảy ra tai nạn, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã đến hiện trường cứu người bị nạn, đưa đi cấp cứu, đồng thời phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Cũng trên lĩnh vực giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có thông báo về phương án phân luồng giao thông cao tốc Cam lộ La Sơn nối Quảng Trị với Thừa Thiên Huế. Theo đó, từ ngày 4 tháng 4, cao tốc này được phân luồng theo phương án hạn chế xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm, xe đầu kéo, xe tải từ 60 lưu thông. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh được giao chủ trì bổ sung biển báo cấm và biển chỉ dẫn tại các nút giao ra vào tuyến Cam lộ La Sơn và các đoạn tuyến kết nối với cao tốc. Đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ phương tiện và tài xế trong khu vực trên quốc lộ 1 tuyến Cam lộ La Sơn biết và thực hiện. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc phân luồng do cao tốc Cam lộ La Sơn đã đến ngưỡng mãn tải, trong khi quốc lộ 1 vẫn còn năng lực thông hành. Dù đã phân luồng, Cục Đường bộ Việt Nam vẫn tiếp tục rà soát, tiếp thu ý kiến của các cơ quan đơn vị để đưa các nội dung điều chỉnh phù hợp vào phương án tổ chức giao thông của tuyến cao tốc này. Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường bộ vào khung giờ từ 19 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, nhất là các đoạn đường cong cua, hạn chế tầm nhìn và một số đoạn tuyến cao tốc chưa bố trí làn dừng xe khẩn cấp, chưa trang bị, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Và để góp phần hạn chế tình trạng này, Cục Cảnh sát Giao thông đã tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn các tài xế lái xe khi lưu thông trên cao tốc. Sau đây là ghi nhận của Người Đưa Tin 24 giờ. Ngoài việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, những ngày gần đây, trên các tuyến cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các lái xe cách thức cảnh báo an toàn khi phương tiện gặp sự cố, cùng với đó là dán tấm phản quang trên thân xe. Việc này nhằm tăng khả năng cảnh báo, quan sát khi đi đường vào ban đêm và giúp hạn chế tai nạn xảy ra. Có những cái vụ nó tai nạn về ban đêm ấy thì nó chưa được trang bị các cái phản quang, thì trang bị được những cái phản quang các thứ này để cho các cái xe khác người ta biết được ấy là rất cần thiết và quan trọng đối với những người lái xe ở tham gia giao thông ở trên đường. Công an hướng dẫn thì sau này công ty sẽ sắm các cái thiết bị như cặp nón để cảnh báo khi trường hợp xảy ra, dùng đèn hoặc là các cái vật liệu cần thiết. Ngoài các biện pháp trên, Cục Cảnh sát Giao thông cùng chính quyền địa phương có các tuyến cao tốc đi qua cũng đang tiến hành rà soát, tháo dỡ các hàng quán, đóng các lối tự mở trên cao tốc do người dân tự phá dỡ. Đây là một trong những giải pháp để ngăn ngừa nguy cơ tai nạn trên cao tốc. Tới đây ra cái luật trật tự an toàn giao thông thì sẽ bổ sung cụ thể cái việc thứ nhất là các phương tiện cần phải trà dán cái đề can phản quang ở phía sau xe, và thứ hai là trên các phương tiện là phải có các cái thiết bị cảnh báo như trong đó phản quang hay là hình tam giác phản quang. Quan trọng nhất là lái xe và phụ xe và những người mà phục vụ trên các cái xe kinh doanh vận tải sẽ trang bị các cái áo phản quang, mà khi chúng ta xuống
xử lý các sự cố, chúng ta phải trang bị cái đấy để cảnh báo. Thời gian tới, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ nghiên cứu, đánh giá khách quan, học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong việc quy hoạch, thiết kế và xây dựng phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc ở Việt Nam. Từ đó tham mưu cho Bộ Công an, Chính phủ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông hiệu quả nhất, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên các tuyến đường này. Thời điểm này, ngư dân các làng biển ở Bắc Trung Bộ bắt đầu mùa đánh bắt cá trích. Nhờ thời tiết thuận lợi, mùa này dòng cá gần bờ lại nhiều nên bà con ngư dân đã có thu hoạch lớn. Ngư dân các vùng biển Sầm Sơn, Quảng Quá, Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa và Quỳnh Lưu, Diễn Châu, tỉnh Nghệ An có truyền thống đánh bắt cá gần bờ bằng bè mảng. Từ 1 đến 2 giờ sáng, ngư dân bắt đầu ra khơi, tìm đến nơi cách bờ khoảng 4 đến 5 hải lý để buông lưới đánh bắt. Chỉ vài giờ đánh bắt, mỗi chiếc bè mảng mang về 3 đến 4 tạ cá trích, nếu may mắn có thể được 7 đến 8 tạ. Hiện tại giá cá trích bán ngay tại bè mảng cập bờ dao động từ 12.000 đến 20.000 đồng một kg, đã mang về nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương. Thưa quý vị, từ tỉnh Đồng Tháp, anh Lê Nguyễn Thành Lộc, sinh năm 1994, đến thành phố Tân An, tỉnh Long An để tạo dựng sự nghiệp với nghề trồng hoa hồng. Và sau 5 năm thì vườn hoa hồng nhỏ ngày nào giờ đã được mở rộng hơn, rực rỡ sắc màu và đem lại cho gia đình anh nguồn thu nhập ổn định. Buổi đầu khởi nghiệp, chàng trai đất sen hồng Lê Nguyễn Thành Lộc được người bà con ngụ thành phố Tân An hỗ trợ mở một vườn hoa hồng như mơ ước. Hiện tại anh Lộc là chủ sở hữu của hai vườn hoa hồng ở xã Hướng Thọ Phú và phường 4 thành phố Tân An. Theo anh Lộc, tổng chi phí đầu tư cho cả hai vườn hoa là hơn 200 triệu đồng, trong đó có những giống cây nhập về hơn 10 triệu đồng. Vườn hồng của anh tràn ngập những đóa hoa đủ màu sắc với hơn 50 giống. Các loại hoa hồng chủ yếu bán cho khách mua lẻ có nhu cầu trồng trong khu vườn nhà. Giá hoa hồng cũng đa dạng, từ vài chục ngàn đồng đến vài triệu đồng, tùy theo nhu cầu khách hàng. Nguồn thu nhập tăng cao, số lượng khách hàng ổn định là động lực để anh Lộc phát triển vườn hồng. Từ quy mô vườn hơn 100m², anh Lộc lên kế hoạch mở rộng thêm 3.000m² hoa hồng trong năm nay. Anh cũng dự định nhập thêm nhiều giống hoa hồng mới, tán rộng để phục vụ khách hàng. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Triệt phá băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Sôi nổi giải đua thuyền trên sông Hàn thu hút rất đông người dân, du khách đến xem và cổ vũ. Nhiều trường học lên phương án phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh để giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10. Sáng nay tại danh thắng Bãi Môn Mũi Điện, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, điểm đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền ở Việt Nam, đã diễn ra lễ thượng cờ mang chủ đề Tổ quốc trong lòng Tổ quốc. Tại buổi lễ, hình ảnh bản đồ Việt Nam đã được 3.200 đoàn viên thanh niên tỉnh Phú Yên với sắc áo cờ đỏ sao vàng xếp hình tạo nên. Từ trên cao nhìn xuống, Bãi Môn Mũi Điện cùng dãy Đại Lãnh và gành đá sát biển tạo nên hình ảnh kỳ dị. Bởi sự kết hợp những dãy núi trùng điệp, bãi cát trắng phao và biển xanh ngọc bích. Giữa khung cảnh đó, bản đồ Việt Nam thu nhỏ được khéo léo tạo hình. Hình ảnh dải đất hình chữ S với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc được xếp bởi 3.200 đoàn viên thanh niên khiến người xem xúc động. Cùng với khu vực Bãi Môn Mũi Điện có dáng hình đất nước, khung cảnh buổi lễ như phát họa nên dáng hình Tổ quốc trong lòng Tổ quốc. Lễ thượng cờ Tổ quốc tại khu vực Bãi Môn Mũi Điện là hoạt động hướng đến kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng tỉnh Phú Yên, chào mừng tuần lễ văn hóa du lịch Phú Yên năm 2024 và giải du lịch Marathon Quốc gia 2024. Cũng trong sáng nay, rất đông người dân cùng du khách đã đổ về hai bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng để cổ vũ và xem các đội đua thuyền truyền thống thi đấu. Giải đua thuyền nằm trong khuôn khổ lễ hội cầu ngư của quận Sơn Trà năm 2024 và chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng thành phố. Theo ghi nhận, ngay từ rất sớm đã có rất đông người đổ về hai bên bờ sông Hàn và phía trên cầu Thuận Phước, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà để cổ vũ cho các đội đua thuyền. Năm nay, giải thu hút được 11 đội đua đến từ các làng biển của thành phố Đà Nẵng và các địa phương lân cận. Hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại,
đồng thời giữ gìn và phát huy các môn thể thao truyền thống của địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Giải đua thuyền là một nét đẹp truyền thống lâu đời của địa phương, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân, nhất là cộng đồng ngư dân ven biển. Đồng thời, du khách tại Đà Nẵng cũng hết sức thích thú khi biết thêm về truyền thống đua thuyền của ngư dân các địa phương ven biển. Trên lĩnh vực giáo dục, thưa quý vị, thời điểm này các em học sinh lớp 9 trên cả nước đang trong giai đoạn nước rút để chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Tại một số địa phương, nhất là các thành phố lớn, nhiều người còn ví von kỳ tuyển sinh này còn căng thẳng và áp lực hơn cả tuyển sinh đại học. Và để giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp thì ngay từ sớm, nhiều trường học đã lên phương án phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Sự chủ động này là hết sức quan trọng, phần nào giúp giảm tải sức nóng của kỳ thi và tăng cơ hội lựa chọn cho các thí sinh. Thực tế cho thấy, cuộc thi vào lớp 10 trường công nhiều năm qua rất căng thẳng, do tỷ lệ được chọn thấp, chưa kể nhiều địa phương lại thiếu trường, thiếu lớp. Để giảm áp lực cho kỳ thi vào lớp 10, ngay từ thời điểm này, nhiều trường trung học cơ sở đã chủ động thực hiện công tác tư vấn phân luồng hướng nghiệp để giúp các em học sinh thêm nhiều cơ hội lựa chọn ngành nghề. Tỷ lệ mà được lựa chọn để đỗ vào trung học phổ thông là cũng rất là khó ít. Việc phân luồng hướng nghiệp cho học sinh là một điều hết sức cần thiết, giúp các em phân luồng một cách cụ thể. Đối với các bạn học sinh ở cái lứa tuổi đang bây giờ, là các bạn có thể xác định được, hình dung được cái tương lai của mình, định hướng nghề nghiệp của mình. Vậy chúng ta đưa tư vấn hướng nghiệp vào giai đoạn này là một giai đoạn là sẽ cho các bạn một cái hình thành khái quát mới nhất, tư duy mới nhất. Theo các chuyên gia, văn hóa trọng thi cử đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý thí sinh. Thi trượt vào lớp 10 công lập không phải là dấu chấm hết, vì hiện nay có nhiều trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường đào tạo nghề. Điều quan trọng là việc chọn con đường nào phù hợp nhất với năng lực, khả năng, sở trường của từng học sinh. Ngành giáo dục, rồi ngành lao động đang triển khai cái mô hình giáo dục là hệ giáo dục song bằng, mô hình 9 cộng. Bên cạnh cái cánh cửa, cái cơ hội để bước vào lớp 10 học theo hệ trung học phổ thông bình thường mà chúng ta đang thực hiện, thì chúng ta vẫn có thêm những cái cơ hội khác để các em có thể là vừa học văn hóa, vừa học nghề. Ta phải nhìn xem là một cái định hướng tương lai lâu dài về sự phát triển về kinh tế xã hội của nhà nước đang định hướng là chúng ta phát triển theo hướng nào. Cái thứ hai, cái thực sự là quan trọng hơn, đấy là cái thế mạnh của bạn cũng như là cái đam mê của bạn ở trong lĩnh vực nào. Nhìn từ góc độ toàn xã hội, việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở là giải pháp tích cực giúp thay đổi nhận thức người dân và học sinh trong việc lựa chọn ngành nghề, góp phần điều chỉnh cơ cấu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa phối hợp phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ một đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp. Đối tượng bị bắt là Sòng A Tý, sinh năm 2002, trú tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 11.360 viên ma túy tổng hợp, trọng lượng hơn 1,2 kg, cùng với một số vật chứng liên quan khác. Tại cơ quan công an, Sòng A Tý khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông bên kia biên giới về địa bàn huyện Sông Mã với giá 10 triệu đồng. Khi vận chuyển đến địa phận bản Trung Anh, xã Chiền Cang, huyện Sông Mã, thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một băng nhóm tội phạm liên tục gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Trước đó, Công an quận Gò Vấp tiếp nhận trình báo của một nữ bị hại về việc bị trộm cắp tài sản. Bị hại cho biết khoảng 20 giờ 40 phút ngày 22 tháng 3, chị đóng cửa nhà để đi làm. Đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng hôm sau, chị về thì phát hiện nhiều tài sản như trang sức, đồng hồ trị giá hơn 100 triệu đồng bị mất trộm. Công an quận Gò Vấp nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định Dương Tấn Học, Quảng Văn Lụm, Nguyễn Ngọc Bình, Dạng Văn Hắc Quyên, Sam Văn Quy cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận là nghi phạm và tiến hành bắt giữ các đối tượng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận chỉ trong tháng 3 này, ngoài vụ trộm vừa nêu thì còn gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn quận Gò Vấp, lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Số tài sản trộm cắp được nhóm này mang bán cho một người tên TS, ngụ quận Gò Vấp. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 300.000 khách nước ngoài đến khám chữa bệnh, trong đó có tới 40% lượng khách tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh.
Và theo các chuyên gia đánh giá thì du lịch chăm sóc sức khỏe là một trong những xu hướng mới và tiềm năng về du lịch y tế, du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng ở thành phố Hồ Chí Minh là rất lớn. Bệnh nhân người Philippines này đã một thời gian dài loay hoay chữa trị u thực quản nhưng không khỏi. Được người quen giới thiệu bệnh viện Chợ Rẫy, ông đã đến thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2023 để chữa bệnh. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được phẫu thuật nội soi hoàn toàn để cắt khối u và chỉ cần cắt bán phần trên của dạ dày, kết hợp với nạo hạch triệt để. Đây là phương pháp phẫu thuật phức tạp và là một kỹ thuật mới trên thế giới. Chưa đầy 2 tuần sau phẫu thuật, bệnh nhân đã xuất viện và trở về nước. Tôi đã từng có 9 tháng không thể ăn uống bình thường và đã tham khảo các bệnh viện lớn ở các nước trong khu vực. May nhờ có một người bạn là bác sĩ đã giới thiệu tôi đến bệnh viện Chợ Rẫy. Và thật sự chúng tôi đã quyết định đúng khi đến và trao gửi niềm tin tại bệnh viện này. Các bác sĩ đầu ngành ở Philippines đã giới thiệu cho tôi về trường hợp bệnh nhân này. Bệnh nhân thì cũng là một người cũng rất là am hiểu và cũng đã tìm hiểu các thông tin ở các nước lân cận như là Nhật, Singapore, Hàn Quốc. Nhưng mà cuối cùng thì bệnh nhân đã quyết định là chọn bệnh viện Chợ Rẫy. Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 300.000 khách nước ngoài đến khám chữa bệnh, trong đó có tới 40% lượng khách tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu nhiều bệnh viện tuyến cuối, thành phố Hồ Chí Minh hút khách nước ngoài nhờ tay nghề bác sĩ và chất lượng dịch vụ tốt, trong khi chi phí rẻ hơn nhiều nước trong khu vực. Định hướng trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đẩy mạnh khai thác sản phẩm du lịch y tế. Năm 2023 và quý 1 năm nay ghi nhận sự khởi sắc của sản phẩm du lịch y tế với hơn 30 tour kết hợp du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ được đưa ra thị trường khách trong nước, quốc tế, đặc biệt là phân khúc Việt Kiều vào dịp lễ Tết. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, để thu hút thêm nhiều khách du lịch đến thành phố Hồ Chí Minh trải nghiệm những dịch vụ y tế đẳng cấp, cần phát huy thế mạnh của ngành y tế thành phố, đáp ứng du lịch y tế. Các cơ sở y tế, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, dịch vụ cũng cần nghiên cứu để xây dựng, làm mới những gói sản phẩm du lịch với dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe hấp dẫn. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Và để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNLI trên Google Play và App Store. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.